Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hôm nay ở chỗ mình ở nó hơi lạnh. Mà tủ kiếm đồ để nấu nồi canh ăn mà rau bị hư rồi. Thấy còn lại có đùi gà, có tôm khô thì lúc nào cũng có. Hành với tỏi thì nhà mình lúc nào cũng có. Tôm tươi bỏ trong tủ đá mới xả đá ra xả nước nó hơi nóng thành ra nó bị đỏ. Với thấy còn cái hộp mì mua tuần trước mà quên. Vẫn còn ăn được tại chưa có bị hư. Gà này mình bóp một chút muối với lại rượu trắng để mình rửa nó. Cho nó hết cái mùi hôi của gà. Bóp nó xong rồi mình đem qua mình rửa rồi mình lấy làm nước. Mình bóp rượu trắng với muối thì nó bớt mùi hôi. Lát nữa mình cũng có khử hành, khử tỏi nữa cũng đỡ lắm. Cái này mình sẽ dùng để nấu nước súp. Mình sẽ cho thêm 2 lon nước súp gà vô. Mình nấu mì. Củ cải thì trước làm riêng món, còn dư một củ, đáng lẽ mình chỉ cần nửa củ cũng được, nhưng mà thôi kệ làm nguyên củ. Chứ nếu không thì ngày mai cũng bỏ đi à. Rau này cũng bắt đầu hư rồi, mình phải cắt bỏ khúc đầu. Hư rồi. Ngò thì bắt đầu héo rồi. Hẹ thì ra ngoài vườn thấy có hẹ, hẹ nhà mình trồng nó nhỏ xíu à. Hẹ mua ngoài tiệm nó lớn lắm. Bây giờ mình rửa rồi mình nấu nước, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm tôm với lại cắt hành. Củ hành tây này lát nữa mình bỏ vô lò nướng chừng 125 độ thôi, nhỏ nhất đó, để một hồi cho nó hơi khô lại. Nướng chút xíu để lát mình bỏ vô nước nó bớt mùi hôi. Bây giờ mình đi rửa cái này. Gà mình đã rửa xong rồi, bây giờ mình lấy nồi nước lạnh, mình bỏ gà vô từ lúc này. Để một hồi nó vừa sôi lên là nó chín luôn đó. Mình cho vô đây một chừng nửa, hơn nửa muỗng cà phê muối. Luôn luôn mình đừng có nêm đậm quá. Lát nữa gần xong rồi mình mới nêm lại. Với lại cũng cỡ đó đường. Bạn có thể cho vô một ít tiêu hột cho nó thơm nha. Chừng như đây thôi, chắc này cũng mười mấy hột. Rồi lát nữa mình vớt nó ra. Bây giờ trong lúc chờ đợi mình qua mình làm cái rau. Mình sắc hành xong rồi, mình có tỏi xong rồi. Bây giờ mình cắt cái hẹ ra. Cái hẹ các bạn cắt lớn như vậy nè. Bỏ đây chắc vừa. Lát nữa mình bỏ vô cái mì. Có hẹ. Mì này có tóp mỡ thì ngon lắm, mà mình không có tóp mỡ. Mình cắt cái ngò luôn. Ngò này cũng héo hết rồi. Không ăn là cũng bỏ thôi. Mình có hành, mình có ngò, mình có hẹ chứ. Bây giờ mình cắt hành. Thường cái hành lá củ nó có lớn vậy. Cái hành lá là mua chợ Mỹ đó. Ra cái củ nó lớn hơn chợ Việt Nam. Chợ Việt Nam mình cái củ hành nó nhỏ hơn thế. Hết hành lá ra vô chợ Mỹ mua. Nó gần nhà. Còn mấy củ hành này các bạn cắt ra để lát bỏ vô chung với tôm cũng được. Nhưng mà mình lại thái sợi ra, bỏ vô mì ăn cũng ngon lắm. Cái rau salad này cũng vậy, mình cắt. Cắt ra bự bự như vậy này, lát mình bỏ vô. Nó có mùi rau salad này thơm hơn. Tôm khô đó, mình đã rửa ngâm với nước nóng để lát nó mình bỏ vô. Còn tôm tươi thì mình đập dẹp ra. Hồi nãy quên không có mở máy thành ra nó mất một khúc. Bây giờ mình làm lại khúc đó thôi. Các bạn để nguyên con tôm, các bạn đập ra một cái rồi mình bỏ vô đây.
Nếu bạn muốn để nguyên con thì lá nước đào gần được rồi đó, mình cho vô nguyên con. Xong rồi mình cho một chút đường, một chút tiêu, một chút muối, chừng nửa muỗng này thôi. Rồi mình cho một chút xíu dầu ăn vô, một muỗng này dầu ăn vô, mình trộn nó lên. Còn cái mì này đó, lát nữa mình nấu cái nồi nước nhỏ, mình trụng nó lên thôi, trụng chừng 10-15 giây thôi. Cái này là mì sợi lớn, nọ lấy lộn, cái này mì sợi nhỏ ngon hơn. Sau khi nó sôi mình vớt bọt đó, mình cho cái củ cải này vô để cho nó ngọt nước. Củ hành tây mình cũng đã nướng, bỏ vô lò nướng cho nó khô củ hành lại chút. Mình cũng bỏ vào đây cho nó vừa ngọt nước lại vừa bớt cái mùi của gà đó. Bây giờ mình chờ nó sôi lên lại, có bọt mình cũng phải vớt ra nữa thì nó mới trong cái nước của mình được. Đúng là cái món này mình ăn mì cũng ngon mà ăn bún cũng ngon nữa. Mình ăn ở nhà mà, có cái gì ăn cái đó. Thường mình luộc gà đó, khi mà nó sôi lên chừng 5-10 phút các bạn tắt bếp, đóng nắp lại chừng 10 phút cái gà nó cũng sẽ chín à, nó chín kiểu đó ngon hơn. Gà bây giờ bạn muốn biết nó chín chưa đó, mình lấy gà lên, mình lấy chiếc đũa mình thọc vô mà nó vô mềm dễ như vậy mà nó không có ra máu, đó là cái gà chín rồi. Mình vớt gà mình bỏ vô cái tô nước đá, rồi lát mình xé ra, tao sơ nó lên, bỏ lên trên. Các bạn nếu thấy có bọt thì các bạn vớt ra. Bây giờ mình mở cái bếp khác, mình cho nó thiệt nhỏ để giữ nó nóng thôi. Bếp bên này mình phi hành phi tỏi. Nếu mà phi hành thì phi tỏi, các bạn lấy cái chảo nhỏ thôi nha, thì mình đỡ hao dầu đó. Cái này chắc cũng phải 3 muỗng dầu. Khi nó nóng lên mình bỏ hành vô. Các bạn nhớ ngay lúc làm bếp đó, mình mặc áo dài tay. Nếu mà đụng một chiên các bạn lấy cái mắt kiếng đeo vô. Cho lửa nhỏ thôi nha, là bây giờ mình cho tỏi vô. Mình cho hơi nhiều dầu để lát nữa mình lấy cái dầu mình làm cái tôm. Mình phi hành phi tỏi hơi nhiều đó, các bạn không cần phi nhiều dữ vậy đâu, 1-2 tép tỏi đủ rồi. Mình nấu món gì cũng vậy, có hành có tỏi đó, dù cho mình nấu nó dở cũng gỡ cho mình được nhiều lắm, nó có mùi thơm vô. Các bạn phi như vậy rồi mỗi lần nấu canh đó, các bạn múc ra một cái muỗng dầu bỏ vô thì nó thơm cái nồi canh của mình lắm đó. Các bạn lấy chút dầu này là bảo đảm thơm. Xong mình bỏ cái tôm này vô. Nếu mà các bạn không thích ăn tôm cái kiểu như vậy đó thì không phải làm cái bước này nè. Lát nữa các bạn để tôm sống các bạn bỏ vô trong nồi luôn, để tôm nguyên con đó. Tao lên như vậy nó thơm cái tôm. Ăn con tôm nó thơm, với lại cái nồi nước mà nó có cái mùi vị khác nữa. Đó, mình làm nó lên như vậy thôi là được rồi đó. Lát nữa mình cho vô nồi. Giờ mình tắt bếp. Cái nồi này mình vẫn để lửa nhỏ nãy giờ đó, cho nước nó sôi. Bây giờ mình bỏ tôm khô vô. Tôm khô hồi nãy mình đã rửa, mình ngâm nước nóng đó, thì cứ bỏ vô hết được. Tất cả mấy gia vị các bạn nêm theo khẩu vị của nhà mình nha, không nhất thiết giống mình làm đâu. Quan trọng nhất đó là mình nêm cho nó hơi lạt. Đến khi gần chín rồi đó, lúc đó mình mới nêm lại. Lát nữa mình bỏ tôm lên trên. Bây giờ mình cho thêm một lon nước súp gà vô. Gà bây giờ mình xé nó ra, tao sơ nó lên cho nó xanh cái gà lại. Các bạn xé thôi, bỏ lên trên cũng được. Hồi nãy mình có bỏ muối, bỏ đường vô thì nó cũng có ngọt rồi. Hồi nãy trong cái nồi mình nêm không có nhiều muối. Cái này mình muốn cho đậm đà một chút, các bạn có thể cho một chút xíu muối vô. Như đây thôi. Chút xíu tiêu. Một chút đường. Bạn nào thích ăn ớt thì bỏ vô nha. Mình thích ăn ớt, không có cay, không ăn cay được nhiều nhưng mà cay chút chút thì ok. Bây giờ mình đảo lên. Cho chút xíu nước mắm thôi, cho nó có mùi thơm.
như đây thôi. Cái này chắc một muỗng cà phê. Nói chung ra gia vị các bạn cứ nêm theo cái khẩu vị của mình. Muốn ăn ngọt thì cho thêm đường, muốn ăn mặn cho thêm nước mắm. Xong, bây giờ mình qua mình xào sơ nó lên. Nếu bạn không thích thì cứ để như vậy. Các bạn nhớ mỗi lần chiên đeo mắt kiếng, một ngày mình có người bạn bị mỡ nó văng lên gần tới mắt, ở dưới cái má, bây giờ bị cái thẹo ở má. Dầu nó sôi rồi đó. Mình cho cái gà vô mình đảo sơ sơ nó. Để không ăn ngon không cần phải đảo lên. Mục đích của mình là cho thịt gà nó nám cạnh, với lại nó ngấm cái gia vị vô. Món này tưởng đơn giản, ai ngờ mình cứ vẽ thêm ra trở thành phức tạp. Nếu mà đừng xào thêm kiểu này với cái tôm, đừng có đập ra đó thì nó không đến nỗi lâu đâu. Cái này mình bày vẽ thêm ra thì phải mất thì giờ thêm thôi. Giờ nó khô rồi đó, các bạn cho nó hơi nám một chút, hồi ăn ngon hơn. Để lửa nhỏ lắm rồi nha các bạn, lửa tối đa nhỏ đó. Xong rồi mình cho một ít hành, ít tỏi vào đây, mình đảo lên. Bếp tắt rồi nha các bạn. Mình chỉ đảo lên thôi, hồi cho nó dính vào miếng thịt mình ăn cho nó thơm, nó ngon á. Tại cái hành mình đã phi rồi, mình để bếp lửa nữa là nó sẽ cháy. Cái này ăn với cơm cũng ngon nữa, ăn không với cơm cũng ngon nữa. Giờ mình đem cái nồi kia qua cho lửa lên lại. Các bạn có thể vớt bỏ củ hành được rồi đó. Nó sôi lên rồi mình cho cái tôm vô. Xong rồi bây giờ mình mới nêm nó. Cái tôm nó ra cái nước cũng thơm nữa. Nhưng mà nó hơi lạt chút xíu, mình chờ cái tôm nó sôi lên rồi mình coi chắc ăn rồi mình mới nêm thêm miếng nước nữa. Củ cải này mà hồi mình ăn cũng ngon lắm, ăn cho cục có củ quả vô người á. Cái đó mục đích mình làm cho nó ra nước ngọt. Đó, bây giờ mình nêm lại. Bây giờ mình cho nhiều đây nước mắm, chắc một muỗng canh á. Lát nữa lúc mà ăn nó lạt thì mình lại tính tiếp. Ngọt thì vừa rồi, tại vì mình có cho cái nước gà vô. Cái nêm là chót nha các bạn. Mình xong rồi đó. Cái nước luộc mì đó các bạn cho một chút xíu dầu ăn vô nha. Lát cái sợi mì nó không có bị dính. Cái nước bên này thôi, mình cho cái mì của mình vô. Nó vừa sôi lên lại là mình lấy ra liền. Nó sôi lên rồi đó, mình lấy ra. Mình cho cái tôm vô, nó lên cái bọt, nó phải vớt tiếp. Bây giờ tôm mì của mình có rồi. Mình cho hành vô. Ngò. Bạn nào mà không thích cái mùi hăng của hành đó thì mình phải cho hành trước khi mình múc cái nước đổ lên trên. Bây giờ mình múc gà lên. Xong mình cho miếng hành phi lên. Cái hành với cái tỏi này không là nó đủ thơm rồi. Và đảm không có bị hư thôi. Sẽ rất là ngon. Cuối cùng mình cho thêm một ít tiêu lên. Rồi mình xong tô mì. Hôm nay nấu hơi phức tạp, hơi lâu. Phức tạp là tại vì con tôm, nếu các bạn để nguyên tôm tươi đó rất là lẹ. Thịt cũng vậy, thịt gà mình chỉ xé ra rồi mình bỏ lên trên thôi. Còn mình còn làm bày vẽ thêm là tao cái thịt lên rồi tao cái tôm lên, thành ra nó mất thì giờ. Còn nếu không mình chỉ làm tôm tươi với lại cái thịt xé bỏ lên trên thôi, mình cũng có tôm mì mình ăn. 100% là nó sẽ ngon hơn tôm mì gói, mời các bạn. Các bạn có ý kiến thì nhớ comment cho mình biết nha. Và quan trọng nhất là giới thiệu cho bạn bè cùng xem chương trình của mình làm đó, để mình có hứng thú làm thêm. Với các bạn có món nào ngon chỉ cho mình làm. Chào các bạn. Hẹn các bạn bữa cơm ngày mai nha. Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn.